Kính chào quý vị, mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin thời sự nóng trên kênh YouTube của báo Tiền Phong. Thưa quý vị, tại kỳ họp thứ 23, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026, đã bãi miễn chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Đặng Văn Minh, do Minh đã bị kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng, bị khởi tố bắt tạm giam vào tháng 3 năm 2024 vì tội nhận hối lộ liên quan đến vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn. Trước đó, ngày 7 tháng 3, ông Đặng Văn Minh bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam về tội nhận hối lộ liên quan đến vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Đến ngày 9 tháng 4, Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật khai trừ đảng đối với ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Theo Ban Bí thư, ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Ông Đặng Văn Minh, sinh năm 1966, quê ở xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, trình độ cử nhân luật kinh tế. Quá trình công tác, ông Đặng Văn Minh từng đảm nhận các chức vụ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ngày 11 tháng 9 năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã bầu ông Đặng Văn Minh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020. Sau đó 4 ngày, tại kỳ họp thứ 20, kỳ họp chuyên đề, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 12 đã bầu ông Đặng Văn Minh giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 24 tháng 6 năm 2021, tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Đặng Văn Minh tiếp tục được bầu giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2021-2026. Những vi phạm của ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và ông Cao Khoa, cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và ông Hà Hoàng Việt Phương, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, được Ban Bí thư xem xét trong cuộc họp tại trụ sở Trung ương Đảng sáng ngày 9 tháng 4. Ban Bí thư xác định ông Đặng Văn Minh, ông Cao Khoa và ông Hà Hoàng Việt Phương đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Các cán bộ này đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Ban Bí thư xác định vi phạm của các cán bộ này đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Vì thế, Ban Bí thư quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng với ông Đặng Văn Minh, ông Cao Khoa và Hà Hoàng Việt Phương. Trước đó, ngày 18 tháng 3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 38 đã đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Quảng Ngãi Đặng Văn Minh và các cá nhân liên quan, gồm ông Cao Khoa, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Hà Hoàng Việt Phương, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi. Theo cơ quan kiểm tra của Đảng, những cán bộ này đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Họ cũng được xác định có vi phạm trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tiêu cực, nhận hối lộ. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng những vi phạm đó gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an bắt tạm giam ngày 8 tháng 3 để điều tra về tội nhận hối lộ cùng với ông Cao Khoa, cựu Chủ tịch tỉnh. Cuối tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Viết Chữ, nguyên Phó Chủ tịch,
nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi về cùng tội nhận hối lộ. Còn ông Hà Hoàng Việt Phương, trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, bị khởi tố và bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo Bộ Công an, ông Chữ bị bắt do có hành vi nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu gói thầu thi công tuyến chính dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi. Khi mở rộng điều tra vụ án tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bổ sung vụ án về các tội nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi, xảy ra tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long và đơn vị liên quan. Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị tỉnh đối với ông Phan Việt Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Cụ thể, sáng ngày 8 tháng 4, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 21 nhằm xem xét quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10. Đồng thời bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với một số cá nhân liên quan. Tại kỳ họp, 100% đại biểu đã thống nhất biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và cho thôi làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Việt Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Trước đó, ông Phan Việt Cường xin nghỉ hưu từ nguyện vọng cá nhân, quyết định nghỉ hưu chính thức từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, còn xin nghỉ từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 vì lý do sức khỏe. Ông Phan Việt Cường, sinh năm 1963, quê quán huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế, cử nhân luật, cử nhân lý luận chính trị. Ông đã từng kinh qua các chức danh Phó Chánh Thanh tra, rồi Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam. Tháng 9 năm 2015, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam. Năm 2016, ông trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Tháng 1 năm 2019, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu ông giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, nhiệm kỳ 2015-2020. Tháng 7 năm 2019, ông trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến tháng 10 năm 2020, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Cường lại được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ này. Tháng 6 năm 2021, ông Cường tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Phan Việt Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam, các đại biểu đã miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Trần Thanh Hà, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, và ông Nguyễn Phú, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng. Cũng tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam lần này, các đại biểu đã bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Bùi Ngọc Ảnh,